Được the new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Long Factory 7144449999. Don't miss out. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng Chủ Nhật với Nhi Huyền và Lê Thái. Và đây cũng là một cái bản tin cuối cùng của chương trình vào Chủ Nhật ngày hôm nay. Thì những quý vị nào mà hay shopping ở Amazon mà hầu hết đa số là như thấy đa số từ khi mà đừng có nói là tới lúc mà cái pandemic là những covid happen thì mọi người mới lên amazon trước đó thì đã mua ở trên amazon rồi nhưng mà thật ra ở amazon cũng rất là cứt thư quý vị là từ việc khi như mua hàng ở trên đó trả rất cũng rất là dễ mà tới thì quá mau đôi lúc cần là ngày hôm sau hàng đã tới liền và cái sự cạnh tranh cái giá của nó họ tạo cho người tiêu dùng có lợi rất là nhiều nhưng mà cũng tội cho những người bán là tại vì những người bán họ cũng có lúc bị thiệt thòi bởi vì amazon họ bảo vệ những người mua hơn là những người bán thưa quý vị và quý vị nào mà sử dụng prime amazon thì hàng năm Amazon hay tổ chức những buộc cái buổi lễ và những cái event những cái sự kiện rất là lớn thì khi những cái sự kiện xảy ra như vậy thì quý vị sẽ được uh, mua đồ sale rất là nhiều và năm nay Amazon sẽ tổ chức rất là lớn năm ngoái phải delay vào tới tháng 10 nhưng mà cái sự kiện đó xảy ra cũng rất là thành công vào năm ngoái thì năm nay Amazon vừa mới công bố rằng là sẽ tổ chức cái sự kiện gọi là Prime Day quý vị nhớ chờ cái ngày đó tại vì ngày đó sale rất là nhiều thưa quý vị và sẽ tổ chức vào ngày 21-22 tháng 6 sắp tới đây và cái sự kiện rất là lớn và họ sẽ có sale rất là nhiều và những cái sale như vậy thì họ sẽ dành cho những cái công ty, những cái những người mua bán những cái doanh nghiệp mà nhỏ để mà họ ủng hộ uh, những cái doanh nghiệp này nhiều hơn là họ có thể bán được nhiều hơn thì họ mới đưa ra rằng rằng, rằng nếu mà quý vị mua hàng cho những cái doanh nghiệp nhỏ thì cái họ sẽ cho 10 đồng credit nếu mà quý vị mua hàng đó và bên cạnh đó những cái hàng sale rất là nhiều thưa quý vị và sự kiện này xảy ra vào đúng vào ngày thứ tư và amazon sẽ tổ chức gọi là prime day vào ngày mùa hè năm này và năm ngoái vì vì đại dịch thế nên là nhi cũng vừa nói rồi là sẽ uh, delay vào tháng 10 vào năm 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 năm, uh, năm trước nhưng mà năm này chỉ là tháng 6 nên quý vị đừng có chờ tới tháng 10 nếu đừng có bị lộn tại vì sẽ miss cái ngày đó là sale rất là nhiều. Và Prime Day đã diễn ra từ năm 2015 thì vào lúc năm 2015 chỉ chiếm từ 1% đến 2% doanh thu mà thôi. Nhưng năm này sẽ chiếm rất là nhiều và năm ngoái cũng rất là nhiều Amazon. Bây giờ rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và Quý vị nào mà xài Amazon là thường thường, nếu mà quý vị xài Prime thì phải đóng cái membership là 120 đồng đô la vào mỗi năm. Nhưng mà quốc thì được quý vị, bởi vì quý vị này, free shipping này chỉ không có 2 ngày mà thôi. Và Amazon năm nay sẽ cung cấp tới 2 triệu ưu đãi về sản phẩm cho các thành viên mà có trong Prime D và Prime Amazon Membership. Thưa quý vị, họ làm như vậy để khuyến khích những cái uh, sign up cho những membership và trở thành thành viên của Amazon nhiều hơn và công ty cũng đã sử dụng Prime Day để làm nổi bật sự kiện tiết kiệm và mang lại lợi ích các chương trình độc đáo và rất là hiếm có cho những cho người tiêu dùng nhiều hơn và các thành viên Prime sẽ nhận được khoản tín dụng 10 đô la vào ngày Prime nếu mà họ chi tiêu 10 đồng cho một số doanh nghiệp những cái doanh nghiệp mà nhỏ từ tháng 7 cho tới từ tháng 6 cho tới tháng 7 thưa quý vị. Và Amazon cho biết rằng họ đã đổ tiền gần tới 100 triệu Mỹ Kim để mà ủng hộ những cái công ty mà những cái doanh nghiệp doanh nghiệp mà nhỏ ở mà tie up với là Amazon. Mặc dù là Amazon rất là thành công như vậy thưa quý vị, nhưng mà Amazon cũng bị giám sát rất là gắt cao từng từ những các nhà lập pháp về quyền lực và ép những cái quyền lực của họ thì vào tuần trước À, một cái quận ở Colombia ở tại Colombia đã làm đơn kiện Amazon vì Amazon đọc quyền cái hàng đó và nó đã chiếm lĩnh cái giá và nó bán rẻ hơn so với những cái website khác thì Amazon nói rằng là những người mà họ bán hàng ở trên Amazon họ có quyền bỏ theo cái giá của họ chứ không phải là do Amazon áp đặt từ vì Amazon chỉ cho những người mà bán hàng đi vô đó và họ cũng đi qua kiểm tra rất là kỹ để mà bỏ hàng lên trên Amazon bán cũng không dễ đâu thưa quý vị thì vì Nhi cũng đã thử cái điều đó rồi thì họ phải kiểm tra cái mặt hàng của mình rất nhiều nhưng mà về giá cả thì do cái quyền của mình dạ vâng cảm ơn chị Du Huy đưa đến một cái thông tin uh, về Amazon mà chúng ta thấy rằng là ở uh, trong cái ngày lễ hội mà Prime Amazon à, yeah. uh, uh, Prime Day thưa quý vị thì chúng yeah. ta nên để ý cái ngày đó để chúng ta mua được những cái hàng mặt sale. hàng sale uh, với cái giá cả sale rất là tốt mà hầu như là nó đã ra cái 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 cái, cái sự kiện này từ năm 2015, 16 rồi phải, yeah, đúng rồi và uh, đến ngày hôm nay là năm 6 năm rồi và yeah. năm ngoái thì nó bị định trệ lại nhưng mà năm nay thì quý vị nào mà nhớ là tháng sáu yeah. nhớ tháng nhớ... 6 là trong một tháng này thì cô thưa quý vị chúng yeah. ta nên để ý những cái sự kiện của Amazon để chúng ta có thể mua được những cái món hàng mà chúng ta à, dự định mua trong thời gian vừa qua nhưng yeah. mà nó không có sale thì thời gian này chúng ta có thể mua với giá sale rất là tốt. Yeah. À, và kính thưa quý vị, đây là bản tin cuối trong chương trình Cà phê sáng ngày chủ nhật ngày hôm nay. Um... Jennifer Lopez là một trong những cái nữ diễn viên, nữ ca sĩ mà Lê Thái cực kỳ thích Lê yeah. Thái rất 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 là thích cái cô này uh -huh. Từ cái đời sống của cô Ca tới... sĩ rồi diễn viên nữa cho... wow. Em biết là cô rất là nhiều chồng Cũng có rất nhiều Như con chồng. có nhiều đời chồng Em biết <laughs> Nhưng mà cô vô cùng tài năng Có nghĩa yeah. là vừa hát hay vừa diễn giỏi cộng với lại sáng tác nhạc cũng hay và thiết kế thời trang cũng đẹp nữa. không bao nhiêu cái tinh hoa nhảy cũng đẹp nhảy nữa. nhảy cũng đẹp và bước lên sân khấu đến bây giờ cái tuổi của cô là bốn mấy trẻ mà vẫn còn bốn mấy năm mươi và vẫn còn trẻ mà cũng hát rất là hay mà vẫn còn rất là máu lửa yeah. và trên màn ảnh thì quý vị xem đây là một cái cặp đôi rất là nổi tiếng trong đến tháng 3 vừa qua thôi. Đó là Jennifer Lopez và Alex Rodriguez là hai người vừa đã trong hai năm vừa qua mặn nồng với nhau và có mặt với nhau thắp tùng nhau trên mọi sự kiện nhưng mà hai người đã tuyên bố chia tay hồi tháng 3 vừa qua rồi. Wow. chị biết thông tin này chưa? No. chị không biết đó, yeah. ok chị không theo dõi à, và à, Lê Thái nghĩ là cũng có một số người không có theo dõi thông tin về giải yeah. trí thì cũng không biết thông tin này yeah. à, cặp đôi này đã tan vỡ rồi thú vị và ngày hôm nay thì à, Lê Thái đưa đến một cái thông tin mới đó là mối quan hệ 19 năm giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck lại hàn gắn trở lại đây là một cặp đôi oh, mà trước đây long time ago uh, long yeah. time ago Thưa quý vị yeah. long time ago hai mà người, hai người đã married với người khác rồi. Đúng rồi, yeah. hai người đã dự định là đám cưới với nhau yeah. rồi mà đã đã hủy với hủy hôn và cùng kết hợp với nhau trong những cái bộ phim rất là nổi tiếng và yeah. khi mà hai người này đến với nhau từ những cái khoảng năm trước năm 2003, 2004 á uh -huh. thấy nó thấy quá đẹp Đúng đôi, rồi. một cái người quá đẹp hát quá hay một hôn rồi chứ? Dạ, vâng. hai người đến hôn rồi và dạ. Brad Affleck cũng rất là đẹp trai một ừ. nam tài tử cực kỳ đẹp trai nổi và tiến, anh, anh nổi tiếng quá nhưng mà vừa rồi thì chúng ta cũng Lê Thái đã đưa đến quý vị thông tin anh đã chia tay với cô vợ là Jennifer Garner một cái diễn dạ, viên chia tay lâu rồi à, một ừ. cái diễn viên chia tay trong năm vừa qua rồi ừ. à, và anh cũng phải đi đến những cái nơi để mà trị cái chứng mà nghiện rượu của mình và yeah. anh nghiện rượu rất là nhiều và đến ngày hôm nay anh đã chữa được cái chứng nghiện rượu của mình và cái thông tin này wow. là có thông tin cũng khá thú vị Lê Thái thì Lê Thái thích cô Jennifer Lopez này quen cái anh này hơn là canh gỗ canh cầu thủ yeah. pha, uh, bóng bầu dục thưa quý vị nhưng mà trước cái này trước đó, là... đó của lấy chồng đó là là Matt, Matt cũng Anthony, cũng là một yeah, ca sĩ yeah, Matt Anthony chị cũng những bài là hát một của một anh cái, ta, ta sĩ, đó. người Latin người Latin, uh, Latin Canada, yeah. hát những bài rất là hay I, uh, uh, I Need to Know mấy bài rất là hay thưa quý vị yeah. và các thưa quý vị tài tử Ben Affleck và Jennifer Lopez đang tính chuyện tái hợp sau khi từng đính hôn rồi chia tay với nhau từ đầu những năm 2000 và theo tờ People là cả hai đang thường xuyên đi du lịch và ăn tối cùng nhau trong suốt một tháng vừa qua và nguồn tin thân cận của tờ này cho biết là Jennifer và Ben Affleck đang dần có những cái cuộc trò chuyện về tương lai của họ. Hai người tiếp tục di chuyển giữa Miami và Los Angeles để mà gặp nhau và họ rất là hạnh phúc và nghiêm túc trong mối mối quan hệ này. Và kính thưa quý vị, hai người đó, trước đây thì giống như là Lê Thái và Nhi Huyền vừa nói đến quý vị thông tin đó là hai người đã quen với nhau và đã cặp với nhau trong những cái năm 2000 cho đến năm 2003 và trong một cái lần mà uh, chuyến công tác tại Vancouver thì vào tháng 7 năm 2003 thưa quý vị Ben Affleck đã bị phát hiện đến một cái câu lạc bộ thoát y à, và lập tức thì nhiều tờ báo buộc anh là tội ngoại tình và vài ngày sau thì Jennifer Lopez lại xuất hiện trên phố mà không đeo nhận đính hôn thì người ta nghi là cái cặp sau này đã dính một cái nghi án là chia tay với nhau và trong cái tháng 9 năm 2003 đó thì hai người đã tuyên bố uh, khoảng cái lễ cưới chỉ 4 ngày trước khi à, kế hoạch lý do là vì bởi vì là truyền thông này làm quá mức nên họ chia tay với nhau nhưng mà không phải thưa quý vị một tháng trước khi mà cái tinh hủy đám cưới đó thì bộ phim mà Geek của hai người ra rạp và chỉ thu về có 7.7 triệu Mỹ Kim là ừ. do cái thông tin mà trước một tháng đó là cái bộ hai người đến với nhau vì cái bộ phim này và à. bộ phim này đang đang chuẩn bị công chiếu à. và khi mà Ben Affleck đến câu lạc bộ thoát y đó và bị cánh phóng viên người ta chụp hình được là quay oh. được. Thành ra cô Jennifer Lopez đã hủy cái buổi đính hôn, hôn đó. Hủy vậy. thành ra là cái thông tin hủy cái đính hôn đó khiến cho cái bộ phim này bị ảnh hưởng nặng nề. À cái bộ phim này thưa quý vị vào năm 2003 thì cái ngân sách mà chi ra để mà làm bộ phim này là 75.6 triệu Mỹ kim, nhưng chỉ thu về gì? chỉ có 7.7 triệu Mỹ kim thôi. Và Ben Affleck và Jennifer Lopez đã chi tuyên bố chia tay trong cái sự tiếc nuối của rất là nhiều người hâm mộ. Và người ta người ta người ta suy quanh người ta không biết biết lý do như thế nào và hai người đã break và hai người đã đi đến những cái cuộc hôn nhân riêng của mình. Sau đó, uh, yeah. nhưng uh -huh. đến ngày hôm nay tình cũ không không rủ cũng tới thưa quý vị. <laughs> hai người đã quay lại với hai nhau đó. và chúng ta thấy rất là đẹp đôi và rất là dễ thương và uh -huh. Lê Thái và Như Huyền cũng mong rằng là những cái thông tin sắp tới về cái giới giải trí của Hollywood này hai người này sẽ tái hợp lại với nhau và Lê Thái và Như Huyền sẽ đưa đến cho quý vị những cái thông tin mới nhất về cặp đôi này. Nếu mà hai người đám cưới, hoặc là đến rất là Hội dễ Việt. thương. Em yeah. rất là mong hai người này, tại vì hai người này chưa có đám cưới, chưa mới đều nhận đính hôn thôi. Yeah. Mà hy vọng rằng là hai người này có một cái đám cưới và sống với nhau viên mãn thì đó là một cái điều vô cùng mà, mà những điều mong của... đợi ừ, yêu có thái, muốn của Thái như <laughs> <laughs> thì ok thưa quý vị đến giùm ba thưa quý vị thông tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần của Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay à, Nhi Huyền và Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi xin quý... chúc Lê Thái và quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ vậy the new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range Long Factory 714 444 9999 đừng bỏ lỡ.